coi như đầu hàng không điều kiện. Toàn là một lũ ngu. Cũng may cho tôi là chưa có dịp làm ăn với một lũ tay chân phát triển hơn cái đầu như mấy anh. Vừa rồi mấy anh có nhận ra mình đang tham gia một cuộc đấu giá dành cho những kẻ hào phóng hay không? Và mấy anh đã ra về với hai bàn tay không? Được khắc trên đó hai chữ ti tiện và bủn xỉn. Tất cả cái đám giang hồ ở biên giới đã quay lưng. Không có một lá phiếu nào dành cho các anh. Những ứng cử viên nhục nhã. Hãy chống mắt lên mà xem tôi gỡ cái mớ bồng bông của các anh như thế nào để mà học hỏi. Anh về đi. Và hãy chuẩn bị cho tôi một chuyến đi biên giới. Nhớ là chỉ có tôi và anh biết chuyện này. Dạ. Thằng Trương trộm hôi, nó vừa mới báo chỗ của thằng Phương giấu con cặp ly. Đến bây giờ anh mới biết sao. Cái mấu chốt quan trọng là ở chỗ đó. Hãy hào phóng ban ra một cái ơn cứu mạng đi. Cập lăng thừa máu hào hiệp để chia tay ra cho các anh bám. Hãy nhớ, mật ngọt thì chết rồi, còn mắm có mặn nhưng không bao giờ chết dòi. Anh định chừng nào mới đi? Ngày mai. Rồi hả? Uống đi, uống đi, đừng có ngay. Vui ha? Dạ, cảm ơn ông. Như vậy là tôi đã nói những gì cần nói. Ngày mai hoặc chậm nhất là ngày mốt, tiểu thư nhà ông sẽ được trả về. Tao nói trước, chỉ cần một tiếng than của nó thì xác của tụi mày sẽ được phơi trong thung lũng. Xin đảm bảo, bất cứ kẻ nào làm phiền cô Cập Linh, tôi sẽ trừng trị kẻ đó trước mặt ông theo cách mà ông muốn. Sao không ngủ đi Cập Linh? Con mắt tao chưa muốn ngủ. Ê. Trời ơi, nó đâu ra mà quá trời vậy? Mũi cắn quá. Ở rừng này hoa nào đẹp nhất và nhiều gai nhất? Hoa Cập Linh. Sao mày cười? Tao nói thiệt mà. Tên của tao được đặt theo một loài hoa. Ai đặt tên cho cô mà đúng quá vậy? Cha tao. À, theo tiếng Kinh tên của mày là gì? Trong đa số trường hợp, người Kinh không giải thích tên của mình. Họ chỉ đặt cho thuận miệng hay là thích vậy thôi. Cập Linh nè, tôi nghe nói cha có học rất cao đúng không? Ừ, cha tao đã từng đi học ở nước ngoài. Cha con cô bước vào thế giới ngầm lâu chưa? Lâu rồi. Từ khi cha tao bắn chết mấy thằng đầu đảng. Dạ. Yeah. Vụ lớn nhất là vụ nào? Vụ lớn nhất là giết thằng Bà Mạnh ở Đắc Tô.
À, mà cái đầu tao cũng chỉ nhớ như vậy thôi, cũng không rõ nữa. Thôi, ngủ đi. Ba mạnh tự sát chứ đâu phải bị giết. Mày có phải Lâm Phỉ không? Lên xe. Vậy là người có số quân và Tư Hải đã có mặt. Đi. Dạ. Xe cho tao xuống ở đó. Nếu ai đó biết tao xuống chỗ này thì tao sẽ thiến mày. Sự nổi trong tài.
chắc chắn ở dưới sẽ có người lên gặp anh. Ừ, mày giỏi lắm. Về đi cho con nhỏ đó khỏi nghi. Cứ làm bước hai theo như tao dặn. Dạ còn nữa, thằng Nghĩa So đang tiếp tục bán đứng anh. Em nghi ngờ nó là người của Cợp Lan. Được rồi, tao sẽ lưu ý. Mày về đi. Dạ. Ngồi xuống. Mày từng là cảnh sát. Đúng. Tao muốn biết gì thằng Lự nổ. Nó là một thằng có nhiều tiền án tiền sự. Sau khi ở tù ra, nó về hành nghề tài xế. Hiện nay chưa có biểu hiện gì đáng chú ý ngoài việc buôn bán gỗ lậu với Tư Hải. Còn mày, nghe đâu mày bị đuổi khỏi ngành hả? Tao bị kỷ luật, chán nên tao về tao sống với Cọp Lan. Tính Cọp Lan thích những gì liên quan với chính quyền để mà ra quay với đối thủ, nên hắn mới thu nạp tao nè. Mày xạo. Mày là thằng cốm được cài vô. Chính mày đã đưa Tướng Tạ vô trọng của cảnh sát. Nếu mày có bằng chứng thì đưa cho Cọp Lan đi. Không chừng mày có thưởng lớn đó. Mày khôn khéo lắm, nhưng không qua mắt được tao đâu. Tao muốn hợp tác với mày. Vậy mày nói đi. Tao sẽ bán tin cho mày. Ngược lại mày phải bọc lót cho tao. Mày tin tao sao? Mày yên tâm. Chỉ có một điều duy nhất trong hợp đồng cần nhớ kỹ là. Điều gì mày nói đi? Đó là một trong hai người muốn chấm dứt hợp đồng thì phụ lục sẽ được bàn bằng súng. Ok, tao đồng ý. Mày hở hên lắm. Chào em. Dạ chào anh. Cho lên phòng 602 gặp người quen. Dạ đợi em một lát. Alo. Dạ thưa ông, có một người cần gặp ông à. Dạ. Dạ. Dạ xin mời anh theo em. Dạ đây anh. Dạ chào ông. Dạ. Vô đi. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn. Dạ ông mới lên. Ông vẫn khỏe hả? Ờ. Mày vẫn khỏe hả? Dạ con khỏe. Cảm ơn ông.
không được nói cho ai biết là tao lên đây. Dạ. Còn bây giờ tao hỏi, mày phải nói thật. Dạ. Làm sao mày biết thằng Hoàng Phương bắt cóc con gái Cập Long? Dạ, có tình cờ thấy nó trong rừng. Bây giờ mày gọi cho nó để cho nó gặp tao, nhưng chỉ nhắn là có người muốn gặp thôi. Dạ. Tại sao cứ phải dùng tay dùng chân để mà nói chuyện? Cái đầu mày hiểu chưa? Binh pháp có câu tiên hạ thủ vi cường. Vô đi. Dạ. Nè, mày sống ở đây bao lâu rồi? Vậy thì chẳng lẽ mày không chọn được một cái bẫy? Ok. Nhưng khi sập bẫy thì phải đảm bảo con thú chết ngay tại chỗ. Thôi, có gì báo lại sao? Sao? Điều cuối cùng trong hợp đồng của tao với mày là gì? Khi hai bên muốn chấm dứt hợp đồng thì phụ lục sẽ được bàn bằng súng đó. Vậy mày biết kết quả rồi đúng không? Mày muốn cái gì? Tao muốn dập cho thằng già cọp đang chết trước khi nó giở trò. Mày định chơi điếu hả? Cái này không phải gọi chơi điếu, cái này là sinh tồn. Mày muốn nghe kế hoạch chứ? Mày nói đi. Được. Mày dụ nó. Mày chỉ cần đưa cổ thằng cọp đang vô trong, rồi sau đó tao sẽ xiết cổ nó cho mắt nó trợn ngược lên trời. Chấm hết. Thưa chú, rõ ràng là bà Hoa Lâm muốn cung cấp thông tin về thủ đoạn chuyển hàng của bọn buôn lậu. Cháu đề nghị nên xác minh tính chính xác của nguồn tin. Chắc chắn Rocker được chuyển theo những chuyến hàng hợp pháp của Woodland. Thưa chỉ huy, nếu nguồn tin này có thể bị rò rỉ,
con đề nghị xác minh này phải được diễn ra trong bí mật. Xin chú sớm thông qua và có chỉ thị cụ thể. Thưa chú, bà Hoa Lâm sẽ cung cấp thời gian, địa điểm và đường đi của những chuyến xe. Vì vậy cháu nghĩ mình nên cài tay trong vào đội vận chuyển của Woodland. Tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả phải im lặng, chờ cho đến khi có lệnh. Bất cứ một hành động khinh suất nào cũng được quy tội là cố tình làm lộ chuyên án. Tôi xin ghi nhận sự nhiệt tình của các đồng chí. Nếu không còn gì nữa, các đồng chí có thể trở về vị trí làm việc của mình. Dạ, cháu xin phép. Xin phép chú.